Chiều ngày 28 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên, Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Trọng Huấn, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Ngọc Anh, phường Phú Thượng, thành phố Huế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào đầu năm 2021, để có tiền trả cho các khoản vay đến hạn và tiêu xài cá nhân, Huấn lợi dụng bản thân đang làm việc ở ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên, Huế nên bị cáo này đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như đang cần tiền trong thời gian ngắn để đáo hạn cho khách hàng ở ngân hàng nơi Huấn làm việc hoặc nói dối là đang cần vốn mua bất động sản khi nào bán được sẽ trả gốc và lãi. Tin tưởng lời nói của Huấn, nhiều bị hại là bạn bè, đồng nghiệp hoặc khách hàng của Huấn đã cho Huấn vay, mượn tiền và bị Huấn chiếm đoạt. Để tạo lòng tin, Huấn đưa ra mức lãi suất cao từ 2.000 đồng đến 2.500 đồng trên 1 triệu trên một ngày và thường vay trong khoảng thời gian ngắn từ 10 đến 30 ngày. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, Đinh Trọng Huấn đã chiếm đoạt tiền của 6 bị hại là chị Trần Thị D, H, anh Võ Trần PH, H, anh Nguyễn Văn T, anh Phạm Lương Quy, anh Nguyễn Đắc L và chị Lê Trường Diễm TH, với tổng cộng số tiền chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Huấn thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình. Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án cùng lời khai của bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Trọng Huấn 15 năm tù giam. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Huấn phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.